Chào mừng bạn đến với cộng đồng Wish. Bạn đang theo dõi video về sự phát triển của em bé trong bụng mẹ từ tuần 15 đến tuần 20. Video được biên dịch từ babycenter.com. Từ tuần thứ 15 đến 20, em bé của bạn sẽ tăng gấp đôi về kích thước. Cùng với sự phát triển cơ thể, hệ thống thần kinh của bé cũng nhanh chóng trưởng thành. Các dây thần kinh kết nối não của bé đến các phần còn lại của cơ thể, đi từ não, thông qua thân não và xuống cột sống. Từ đó bắt đầu tỏa ra thân và chân tay của bé. Khung xương của bé đang thay đổi, các sụn mềm đang bắt đầu cứng lại thành xương. Điều này xảy ra đầu tiên ở tay và chân. Các giác quan đang phát triển ngày càng nhanh, bộ não của bé được phân chia thành các khu vực đặc biệt cho khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác và xúc giác. Ở giai đoạn này, bé có thể nghe được nhịp tim và giọng nói của bạn. Vì vậy, hãy đọc to hoặc hát các giai điệu hạnh phúc. Em bé của bạn thậm chí đã có thể mút ngón tay cái của mình. Vào khoảng tuần thứ 18, bạn sẽ được trải qua một trong những phần thú vị nhất của thai kỳ, cảm thấy cử động của bé. Cánh tay được gấp lại và đôi chân của bé có thể có những cử động nhẹ nhàng vào lúc đầu. Chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thường xuyên hơn trong những tuần tới. Vào tuần thứ 20, cân nặng của thai vào khoảng 250g và chiều dài khoảng 25cm, tính từ đầu đến gót chân, bằng chiều dài của một quả chuối. Tuần này đánh dấu một cột mốc lớn. Chúc mừng bạn đã đi được một nửa quá trình mang thai.